Xin chào các em. Thì khác với những cái tiết học trước, trong tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu về cái chương số 3 trong phần hình học và đo lường. Thì cái chương 3 này là nói về hình học trực quan, các hình phẳng trong thực tiễn. Để học được cái chương 3 này thì các em sẽ cần một số cái dụng cụ như là thước đo góc này, thước Eke này, thước thẳng này, compa này. Chúng ta cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ nữa như là bút chì, tẩy nè, để vẽ hình nè, rồi giấy màu, kéo và que tính. Các em quan sát lên màn hình. Đây là hình ảnh của cái nền nhà được lát bằng các viên gạch. Các viên gạch này có hình tam giác đều nè, rồi hình vuông nè, hình lục giác đều. Ví dụ như hình vuông là cái hình màu tím nè, rồi tam giác đều ví dụ như hình tam giác đều màu màu vàng nhạt nè, lục giác đều màu xanh xanh biển nè. Đây, đây là viên gạch hình vuông, đây viên gạch hình tam giác đều và đây là viên gạch hình lục giác đều các em. Đã, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài 1, hình vuông, tam giác đều, lục giác đều. Chúng ta đi vào hoạt động khám phá số 1. Em hãy quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông. Thì các em quan sát thì chúng ta thấy là cái hình ABCD nó là hình vuông. Yêu cầu tiếp theo, với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và Eke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không, các góc có bằng nhau không. Chúng ta sẽ dùng thước và Eke để kiểm tra. Thì các em có thể theo dõi cô hướng dẫn cho chúng ta kiểm tra. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau hay không. Và chúng ta có thể đặt thước để chúng ta kiểm tra cái độ dài của cạnh AB. Ở đây ví dụ như độ dài cạnh AB là 5 cm. Sau đó cô kiểm tra cạnh BC. Rồi đặt thước vô kiểm tra cạnh CD. Và cuối cùng là cạnh DA. Thì kết quả thu được là các cạnh này là bằng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng Eke để chúng ta kiểm tra các góc. Rồi, thì đây chúng ta sẽ đặt Eke vào góc A để kiểm tra góc A. Sau đó chúng ta sẽ đặt Eke vào góc B để kiểm tra góc B. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt Eke vào góc C và đặt Eke vào góc D. Thì sau khi chúng ta đặt như vậy các em, thì các em thấy là các góc A, B, C, D nè, nó đều bằng bằng nhau và đều là góc vuông. Như vậy các em sẽ ghi trong hình vuông thì nó có bốn đỉnh. Hình vuông ABCD thì có bốn đỉnh, đó là A, B, C và D. Nó có bốn cạnh bằng nhau là cạnh AB bằng với cạnh BC bằng với cạnh CD và bằng với cạnh DA. Nó có bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông. Có hai đường chéo bằng nhau, đó là đường chéo AC và BD. Như vậy hồi nãy là chúng ta chưa kiểm tra đường chéo. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái đường chéo. Đây cũng chính là nội dung của phần thực hành số 1. Dùng compa để đo
rồi so sánh độ dài của hai đường chéo. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng comba để đo. Thì đầu tiên các em đo đường chéo AC. Các em sẽ mở cho hai đầu của comba. Đầu thứ nhất là trùng vào điểm A. Đầu thứ hai là sẽ trùng vào điểm C để đo. Rồi. Sau khi chúng ta xác định khoảng cách AC bằng comba thì các em sẽ giữ nguyên cái độ mở comba đó và các em sẽ đưa qua để chúng ta đo BD. Nếu như cái khoảng cách của comba này, của hai đầu comba này nè, nó bằng với khoảng cách khi chúng ta đo AC thì chúng ta sẽ kết luận được đó là hai đường chéo này bằng nhau. Tiếp theo vào phần vận dụng số 1. Thì phần vận dụng này người ta yêu cầu các em là bạn Trang lấy bốn que tính dài bằng nhau xếp thành hình bốn cạnh như hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai. Thì cái cách dùng thước, dùng thước thì các em sẽ kiểm tra xem hai đường chéo bằng nhau không. Còn dùng eke thì các em sẽ kiểm tra các cái góc xem có bằng nhau hay không. Đây, các em sẽ cô sẽ hiện eke đặt vào đỉnh A. Thì ta thấy là cái góc A này không phải là góc vuông. Tương tự như vậy, đặt eke vào góc B thì các em thấy góc B này cũng không phải là góc vuông. Còn đối với góc C thì sao? Góc C cũng không phải là góc vuông. Và góc D cũng vậy. Như vậy thì sau khi chúng ta kiểm tra thì các em thấy là bạn Trang này, bạn ấy nói như vậy là sai. Hình mà có bốn cạnh bằng nhau như hình số 3 này nè thì nó không phải là hình vuông. Tiếp theo các em sẽ đi tìm hiểu cách vẽ hình vuông. Rồi, các em sẽ theo dõi trong sách giáo khoa cách vẽ hình vuông, người ta đã ghi rất là chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm. Sau đó chúng ta vẽ hai đường chéo vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ. Xin lỗi, cô nói nhầm ha. Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D. Và trên đường thẳng mà qua C thì ta sẽ lấy đoạn thẳng CB bằng 4 cm. Trên đường thẳng qua D thì chúng ta sẽ lấy đoạn thẳng DA bằng 4 cm. Sau đó chúng ta nối điểm A với điểm B, ta sẽ được hình vuông cần vẽ. Các em sẽ theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ DC. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D. Đầu tiên cô vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D. Chúng ta sẽ sử dụng eke để vẽ góc vuông. Và các em vẽ luôn cái đoạn này bằng 4 luôn. Rồi vẽ đường vuông góc tại vuông góc với CD tại đỉnh C. Xác định cái đoạn này bằng 4 cm. Sau đó chúng ta nối A với B để được cái hình vuông ABCD cần vẽ. Rồi, bây giờ phần thực hành số 3. Vẽ thêm hình để hình bên trở thành hình vuông. Như cô hướng dẫn các em
Đề bài cho chúng ta hình như thế này. Bây giờ các em sẽ vẽ thêm vào cái hình này để nó trở thành hình vuông. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đặt Eke vào. Rồi, sau đó ta sẽ vẽ một cái đạn thẳng. Rồi sau đó chúng ta tiếp đặt tiếp Eke vào. Và vẽ đoạn thẳng. Rồi, hai cái đoạn thẳng này nó cắt nhau tại cái điểm này. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cục tẩy này, chúng ta bôi cái phần dư này đi. Bôi những cái phần dư này đi. Sau đó khi sau khi bôi thì chúng ta sẽ được cái hình vuông và đặt tên hình vuông này là ABCD. Như vậy về nhà các em sẽ làm cho cô bài tập số 2 và bài tập số 3 là liên quan tới hình vuông mà chúng ta vừa mới học. Khi các em vẽ xong rồi, các em sẽ xác định cho cô đâu là cạnh, đâu là góc, đâu là đỉnh và đâu là đường chéo của hình vuông. Đây, về nhà làm bài 2, bài 3 trong sách giáo khoa trang 81. Rồi chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai, là phần nội dung tìm hiểu về tam giác đều. Hoạt động khám phá số 2. Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây có ba cạnh bằng nhau. Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không. Thì một số sách á, một số sách của các bạn á, người ta có ghi là em hãy dùng dụng cụ học tập. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dụng cụ học tập nào phù hợp để mà chúng ta đo. Ví dụ như trong trường hợp này, kiểm tra xem tam giác nào dưới đây có ba cạnh bằng nhau, thì em có thể dùng compa hoặc là dùng thước thẳng. Sau khi kiểm tra tam giác có ba cạnh bằng nhau thì các em sẽ làm cái yêu cầu tiếp theo, đó là với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không. Và sau khi các bạn tiến hành dùng compa để mà kiểm tra thì các em sẽ dễ dàng chúng ta thấy là cái hình tam giác mà có ba cạnh bằng nhau đó chính là tam giác ABC. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện yêu cầu B, đó là với hình tìm được thì chúng ta sẽ dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không. Rồi. Bây giờ ta kiểm tra góc A. Em sẽ đặt thước đo góc vào. Cái số đo của cái góc này nó tăng lên và đến cái giá trị là 60. Vậy thì đây chính là số đo của góc A. Rồi, tiếp theo ta kiểm tra góc C. Làm cũng tương tự như vậy luôn các em. Các em sẽ theo dõi và chúng ta sẽ thực hiện. Đây, số đo của cái góc thì nó đang tăng lên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ hiện số đo góc này lên là 60. Tương tự như vậy chúng ta sẽ kiểm tra góc B. Hai số đo cũng đang tăng lên. Rồi,
số đo góc B sẽ là 60, nó chỉ vào giá trị 60 trên thước, vì góc B sẽ là 60 độ. Như vậy thì tam giác ABC này nó có ba cạnh bằng nhau và cũng có ba góc bằng nhau. Thì cái tam giác như vậy chúng ta gọi là tam giác đều. Các em ghi tam giác ABC có ba đỉnh, đó là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Ba cạnh bằng nhau đó là AB bằng BC bằng với AC. Ba góc đỉnh ABC thì bằng nhau. Và tam giác như thế thì gọi là tam giác đều. Phần nội dung thực hành số 4 yêu cầu các em thì các em sẽ về nhà, các em sẽ cắt cho cô một cái tam giác đều bằng giấy bìa hình vuông, bằng giấy bìa hoặc là giấy màu. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một tam giác đều trên tấm bìa đó. Sau đó mình sẽ chấm các điểm ở các đầu que tính, rồi nối các điểm này lại với nhau và cắt theo đường nối. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn như trong sách giáo khoa. Và đầu tiên người ta sẽ cắt các cái góc của hình tam giác này ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không. Thì ở đây chúng ta thấy là người ta đã cắt các cái góc này ra, chồng cái góc này lên nhau để xem chúng có bằng nhau không. Phần này về nhà các em sẽ lấy kéo nè, giấy màu nè, các em thực hiện lại. Như vậy thì chúng ta đã biết cách vẽ hình vuông rồi. Bây giờ cô hướng dẫn các em chúng ta vẽ tam giác đều. Cô hướng dẫn các em chúng ta vẽ tam giác đều. Các em coi đoạn phim hướng dẫn các em vẽ.